Trong cuộc sống, dường như ai cũng đeo đuổi một ước mơ cho riêng mình. Ước mơ có một tuổi thơ đáng nhớ. Ước mơ hạnh phúc bên những người ta yêu thương. Ước mơ có một sức khỏe đủ đầy ở độ tuổi xế chiều. Hay ước mơ được sống trong một không gian đáng sống, nơi hội tụ của mọi ước mơ và biến những giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Tọa lạc tại mặt đường quốc lộ 18, xã Phường Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Golden Park sở hữu một vị trí trung tâm, dễ dàng kết nối giao thông tới trung tâm thành phố Bắc Ninh, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh, khu công nghiệp Quế Võ, quốc lộ cao tốc 1A Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành lân cận khác như Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng. Đặc biệt đến năm 2022, Bắc Ninh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Golden Park sẽ là vị trí trung tâm phát triển kinh tế, giao thông giữa hai quận Quế Võ và Bắc Ninh. Trên tổng diện tích 6,3 hectare, thiết kế gồm 12 tòa nhà cao 18 tầng và một trung tâm dịch vụ thương mại cao 3 tầng. Với mật độ xây dựng rất thấp, chỉ 20,49%, Golden Park được thiết kế theo mô hình thành phố xanh thu nhỏ, với tỷ lệ cây xanh lên tới 30%, tạo nên một không gian xanh mát và trong lành, trở thành khu đô thị xanh kiểu mẫu ở Bắc Ninh. Không những mang lại cho cư dân một tổ ấm mới, một cuộc sống mới trong lành và hòa mình với thiên nhiên, Golden Park còn là môi trường sống lý tưởng với các tiện ích hoàn hảo. Điểm nhấn tại đây là trung tâm dịch vụ thương mại với quy mô lên tới 10.000 m2, phục vụ cư dân nội khu và khu vực lân cận. Các gian hàng mua sắm, siêu thị, spa làm đẹp, hệ thống nhà hàng ẩm thực đa dạng và phòng gym cao cấp. Thang cuốn, thang máy được thiết kế tại những vị trí thiết yếu mang lại sự thuận lợi trong sự di chuyển cho khách hàng khi tới tham quan, mua sắm. Bãi đỗ xe cũng được quy hoạch tại tầng hầm và trên mặt đất, đảm bảo vị trí đỗ xe rộng rãi cho khách hàng. Bên cạnh đó còn có các tiện ích khác như trường mầm non dành cho trẻ em, trung tâm chăm sóc y tế cộng đồng hiện đại, khuôn viên thể thao và khu vui chơi trẻ em. Tất cả tạo nên một quần thể tiện ích khép kín, một cuộc sống tiện nghi, thoải mái, một môi trường sống lành mạnh, chăm sóc cả thể chất lẫn tinh thần. Mật độ sàn rất thấp, chỉ 6 đến 11 căn hộ trên một sàn, mỗi tầng 2 thang máy. Các loại hình căn hộ tại Golden Park đa dạng với các căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, diện tích từ 42 đến 96 m2. Golden Park với thiết kế thông minh, tối ưu hóa thông gió và đón ánh sáng tự nhiên. Mỗi căn hộ có từ 1 đến 3 mặt đón gió và ánh sáng sáng tự nhiên. Hành lang tại mỗi tầng được thiết kế rộng đến 1,8m và có giếng trời ở hai đầu giúp thông gió, đem lại ánh sáng tự nhiên cho dọc hành lang. Hệ thống an ninh với mạng lưới camera thông minh, sử dụng thang máy hiện đại với mật độ chỉ 2 đến 5 hộ một thang máy. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động thông minh để giám sát và nhanh chóng phát hiện sự cố đến từng căn hộ. Golden Park là dự án đầu tiên tại Bắc Ninh sử dụng công nghệ xây dựng cốt pha nhôm, mang lại giá trị vượt trội cho dự án như chống nước, chống thấm, chịu lực tốt, rút ngắn tiến độ thi công, bảo vệ môi trường. Bao quanh tòa nhà là lớp sơn sân gai màu sắc sang trọng, cách nhiệt tốt, chống thấm cao, bền lâu trong suốt tuổi thọ của công trình. Với kết cấu xây dựng đặc biệt, Golden Park là công trình xây dựng cấp 1 với niên hạn sử dụng trên 100 năm theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng về tuổi thọ công trình. Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ đem đến cho bạn một ngôi nhà mà còn là nơi bạn hiện thực hóa ước mơ. Ước mơ sống giữa thiên nhiên xanh mát, được hít thở bầu không khí trong lành mỗi sáng mai thức dậy. Ước mơ được hưởng những dịch vụ chất lượng cao nhất trong một hệ thống dịch vụ hiện đại chuẩn 5 sao. Ước mơ để nhịp sống vội vã dừng lại sau cánh cửa, nơi bạn có thời gian và không gian hưởng thụ cảm giác hạnh phúc, thư thái, nhìn thấy những nụ cười luôn nở trên môi những con người mà bạn yêu quý nhất. Golden Park, biến giấc mơ thành hiện thực.